Miu mặt trễ nải tôn ngực nảy nở. Diễn viên Miu gần đây tích cực thay đổi sang phong cách táo bạo, chọn những thiết kế OF để tôn vòng một sexy. Miu khoe phong cách năng động, cá tính như Gen Z với bra top phối quần jean rách, áo khoác phao và dép sụt. Thiết kế áo ngực thể thao OF vòng 1 giúp nữ diễn viên tôn thềm ngực nảy nở. Nửa năm gần đây, Miu thay đổi rõ rệt về phong cách ăn mặc. Cô bắt nhịp xu hướng của giới trẻ, tích cực mặc đồ táo bạo tôn vòng 1.